1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Dạ không, cứ cho chú vô khảo sát bình thường không sao. Dạ đọc đi em, cứ đọc đi em cho đi. Dạ. Chân. Dạ. Hôm nay khỏe không? Dạ hơi mệt. Hơi mệt hả? Dạ. Thấy thằng sắc cưng gì là... Thấy xanh á, xanh sao quá. Rồi gán mấy ngày nữa đi rồi lấy hồ sơ xong rồi đi lên bệnh viện cho gãy. Không có ăn uống gì được không? Về á? Về tối có ăn thêm không cưng? Không, mà sáng giờ cũng không ăn được. Mua cháo gói rồi mà chưa nấu được. Mua cháo hả? Mua cháo bịch á, cháo gói á. Đói bụng chưa? Dạ chưa. Phải ăn mới được chứ cưng, để đói ngày qua cưng với hôm qua cưng đi chắc nó đường xa rồi mệt. Với hổm gài là cứ 2-3 ngày là bị, 2-3 ngày bị à. Là từ nó phát hiện ra là mấy ngày nay là bị miết miết luôn hay gì? Dạ, liên tục tháng à? Trở lại đây là cứ 2-3 ngày là bị quật một lần vậy đó. Hôm qua là đỡ chứ mấy lần trước là nó giật người. Có giật luôn hả? Dạ, có giật. Trời ơi, qua rung, mấy anh em rung muốn chết luôn. Tại vì nghe nói không mà thật sự ngày qua anh em mình mới chứng kiến, mình thấy là quá trời sốc luôn. Dạ. Anh tính là mấy anh em tính đưa cưng đi bệnh viện ngày hôm qua luôn. Dạ. Mà thấy cưng nói đỡ, cưng ngồi vậy chút xíu thấy đỡ đỡ rồi mừng. Đang ngồi tự đang đi cái tự nhiên ngã ngang. May cái là có người kia chụp lại kịp đó, trời không biết ngã không biết sao nữa. Bây giờ tuần sau là mới đi bệnh viện đúng không? Nè miếng giấy hôm qua mưa nè, cắt đi để mà lấy hồ sơ đó. Giới hạn á. Anh để trên giùm em để nó mấy đứa nhỏ nó làm chừng nó ướt. Anh ơi. Hả? Mạnh nhỏ thôi, sẵn em cho tiền rồi em bắt miếng cháo cho Trân ăn luôn. Dạ thôi được, để em tự nấu. Thôi để mấy anh. Dạ thôi được, có được, gì được. Đâu. Em đó, làm gì làm thôi. Thôi để. Mấy anh tiếp chúng em khỏe khỏe, bắt người cháo xíu tiếp chứ có gì đâu. Rồi sáng giờ bà ngoại gì thấy sao? Bà ngoại lăn lăn đầu. Lăn lăn đầu à, mắt còn mờ không? Còn. Còn nữa hả? Ờ, thôi gán mấy ngày nữa rồi hai mẹ con đi khám bệnh một lần luôn nghe ngoại. Dạ. Dạ. Thì đỡ không cần chích lục, nó có sẵn rồi. Bà ngoại thì có sẵn rồi ha. Còn Trân thì hẹn một tuần lễ với cô chú anh chị mới có giấy chích lục lại bộ hồ sơ là 2018 hả? Dạ 2017-2018. 2017-2018. Vậy là trong cái khoảng đó tới khoảng này là không có đi khám luôn. Dạ. Không có tiền ha. Ngày qua mình cũng trông là Trân đi tái khám lại cái sức khỏe của cưng sớm để mà tiến hành xạ trị với để sức khỏe của cưng thời gian gần đây thấy nguy hiểm quá. Thấy bây giờ đang yếu quá nè, thấy hổng gà là thấy xanh xao dữ lắm rồi. Cái đứa nhỏ sáng có ăn gì chưa cưng? Dạ chưa. Rồi sáng giờ chưa nấu gì ăn hả? Sáng giờ mệt lắm đây nè. Bà ngoại thì không thấy đường đâu, quên không mà mở cái da không xong. Ủa bây giờ mà mắt bà ngoại là giờ là không thấy hả ngoại? Không có vô bếp không thấy đường đâu, đi. Trời ơi. Mở cái da không được, cà em sợ nổ không cho người ta rồi nấu. Em không bỏ nó đi, chút không khỏe không nấu. Đừng có đi lắm. Rồi mấy bữa mà. Đừng con, chú cho kẹo nè. Chú cho kẹo nè. Rồi mấy bữa mà cưng không khỏe rồi sao rồi ai nấu ăn? Dạ cũng ráng ngồi vậy nấu. Rồi cảm ơn chú đi con. Cảm ơn chú Giang. Cảm ơn chú Giang. À con gái. Ê. Rồi cảm ơn chú đi con. Mẹ gái cô chú anh chị nhìn thấy không? Cưng quá à, trời cưng luôn á. Thôi đừng con, đừng giáo ra con, đừng giáo ra con. Đừng giáo ra. Rồi chú cho chú Giang cho kẹo đó biết không? Bữa nay thấy em Trân xanh dữ lắm. Xanh dữ lắm rồi.
Mẹ sẽ kẹo cho anh. Thì anh Giang vô cho tiền luôn đi. Ai có tiền thì cho luôn đi. Hậu Giang gửi cho cưng tiền của Mạnh Thường Quân là Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Thanh Liên 200. Mạnh Thường Quân giấu tên là 300. Và một Mạnh Thường Quân giấu tên nữa là chị ở Ba Vì á, là tổng cộng là 1 triệu ha. Dạ. Rồi anh gửi cho cưng. Dạ, em mua cho. Rồi cưng cầm giùm anh đi. Dạ. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân được kìa. Dạ. Cưng. Cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con có số tiền để đi trị liệu. Cho đi. Tiếp tục là Mạnh đi cưng. Chào mọi người. Dạ em là Trần Mạnh á. Thì từ ngày đăng tải cái thức phim của chị lên thì đến tổng hợp đến 8 giờ sáng nay á thì em có nhận được là tổng cộng là danh sách như thế nha. Chị Thanh 500.000, chị Trà 1 triệu, anh Lộc 97097030, chị Bảo Zhu Thu á là 2 triệu, chị Kiều Kha 300, chị Trúc 1 triệu, chị Nguyễn Thị Tiểu My 300, chị Vi Tây Ninh 1 triệu, và hôm qua và chị Nguyễn Thị Tuyết 300, chị Trần Diễm Quế 500, chị Hồ Mỹ Linh 1 triệu, và em Thiện Xe Lăn ở Cà Mau 200. Và hôm qua trên Facebook em like được tiếp thì có chị Vi 800, Lê Hoàng Mến 200, chị Phạm Thị Diệu 500. Thì tổng cộng trên kênh của em thì là được 9.900.000. Thì hôm qua em đã trao cho chị 1.500.000 rồi. Thì hôm nay là còn 8.400.000. Thì em xin trao cho mình luôn ha. Thì nếu như mà mọi người xem được cái thước phim này mà muốn ủng hộ chị thì cứ gửi ủng hộ, gửi nhờ anh em để trao cho chị Trân như cả nhà. Thì đây thì em xin gửi chị là 8.400.000 là số tiền còn lại nha. Đây 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu, 4, 5, 6, 7, 8 và 8.400.000. Xin phép cảm ơn tất cả cô chú quý Mạnh Thường Quân của kênh anh Mạnh. Dạ, thì hôm qua đây thì Trần Mạnh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương ủng hộ và gieo duyên cho chị, gia đình chị Huyền Trân và hai đứa bé như cả nhà. Trần Mạnh cảm ơn mọi người. Rồi tới anh Kiệt, vô lên Kiệt ơi. Kiệt vô đi. Kiệt trao luôn đi. Thì hôm nay mấy anh em trao số tiền để cho mà em Trăng có tiền hai mẹ con là bắt đầu tuần sau đi khám bệnh nữa cô chú anh chị. Em, anh Mạnh, anh lấy cái giỏ sau lưng anh giùm để em lấy cái giấy bệnh ra đưa cho mẹ. Mẹ đưa cho chú, chú đó là chú đó bình thường á. Cứ lấy giấy tờ bệnh ra nộp, không sao hết. Nè, đưa cho chú chợ sao xé rách nữa nè. Rồi, anh đọc đi thấy rồi. Rồi đọc đi Kiệt. Còn thuốc nào? Thôi. Ở đây ơi, chú hiểu lầm. Ở đây có người báo nói là em mua bán trẻ. Trắng ơi. Cứ gửi phường đi mẹ. Giấy tờ gì thì cứ đem căn cứ gì đó cứ đưa. Thoải mái không sao. Bên kênh của anh cũng có một số của chí cô chú Mạnh Thường Quân á. Nói chung là yêu thương mấy mẹ con rất là nhiều. Dạ không, cứ cho chú vô khảo sát bình thường không sao. Dạ đọc đi, em cứ đọc đi em trao đi. Dạ. Rồi thì bên kênh của anh cũng có rất nhiều cô chú Mạnh Thường Quân cũng như là quý khán giả rất yêu thương đến gia đình của em cũng như nhất là bà mẹ con của em. Thì có, trong đó có một số cô chú chị Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho ba mẹ con ha. Thứ nhất là em Ý 300.000, cô Hoa ở Đồng Tháp 300.000, chị Thủy 1 triệu. Một khán giả giấu tên 500.000, em Hoàng Huy 200, chú Rạng 500, anh Bình 500, cô Lai ở Sài Gòn 1 triệu, chị giấu tên ở Vũng Tàu 500, chị Nguyễn Nhung ở Sài Gòn 1 triệu, cô Tư Long Xuyên 1 triệu, anh chị Khiêm Trang 1 triệu, Mạnh Thường Quân Thanh ở Singapore. Đừng con 2 triệu. Đừng chọc em. Khán giả Trần Đọc Lấn Nam 500.000, chị Thấm ở Khánh Hòa 2 triệu, tổng cộng là 12.300.000. Trao cho em luôn ha. Rồi, để anh điểm giùm anh. Em cầm giùm anh.
12.300.000. Một. Hai. Trai ngồi đàng hoàng để chú trao tiền cái nào con. Ngồi đàng hoàng coi. Ăn hết luộc tạo hoài nha. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12.300.000. Dạ. Dạ em xin phép cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân của kênh Kiệt Long An. Dạ. Thì Kiệt một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cũng như là quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã yêu thương mấy mẹ con đứa em trai ở đây. Dạ. Bây giờ tới Hồng Mạnh hả? À, Hồng Mạnh lên đi, Hồng Mạnh nha. Rồi thì Mạnh cũng xin phép quý cô chú anh chị ha, Mạnh lên đọc danh sách của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Ok thì ở đây á, anh có đăng tải lên thì có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước giúp đỡ cho em Trăng để mà có tiền đi khám bệnh đó cô chú anh chị. Chị Phương Linh ở Úc gửi là 2 triệu, chị Yến ở Tây Ninh là 2 triệu, cô Hương 1 triệu gửi, anh Quỳnh Thái Di Linh 500, chị Hồng Nga 200, cô Ngọc Mai ở Pháp 5.2 triệu, cô Hạnh Nghiêm ở Úc 1.6 triệu, chị Thanh Thí quận 4 200, em trai Đặng Thanh Bình 400, cô Thu ở bên Đức 2 triệu, chị Hà Thị Minh 500, em Nguyễn Thanh Diệu 1 triệu, Trần Thị Mỹ Lan 300, Hiền Đặng Đình Yến ở Lấp Vò Đồng Tháp 1 triệu, cô Lê Thị Ngọc Trang ở Mỹ gửi là 5.1 triệu, cô Hương 1 triệu, anh Phạm Văn Hoàng 500, anh Minh Hải 500, chị Đỗ An ở Cần Đức Long An 300, tổng cộng là 25.800.000, anh sẽ trao cho em ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yeah. 25.800.000. Dạ. Yeah. Dạ em cảm ơn, em xin phép cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong và nước và ngoài nước của kênh anh Hùng Mạnh anh TV. Hùng Mạnh TV. Yeah. Thì Mạnh cũng thay mặt cho gia đình em Trăng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giúp đỡ cho em Trăng có một số tiền để mà đi khám bệnh đó là hai mẹ con luôn. Cô bây giờ mắt cũng mờ rồi. Dạ, bà ngoại cảm ơn á bà ngoại. Ngoại cảm ơn cũng mạnh thường quân nha. Dạ. Con có cảm ơn không? Cảm ơn ông bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú đi con. Cảm ơn ông bà cô chú đi con. Gái thì cưng quá à. Cô chú anh chị thấy tội quá trời luôn. Dạ con đừng có đạp. Cái này cái phần tiền này á nó cũng khá khá là lớn á. Xíu nữa mình con ra ngân hàng gửi vô tài khoản mình bớt đi ha. Bữa lại mình ở nhà trọ đó, nói chung mình giữ tiền nhiều cũng không có tốt lắm. Khi nào cần thì mình rút ra ít ít mình xài. Đúng rồi, gửi nó chứ ở nhiều khi cưng không khỏe rồi này kia rồi cái nhà trọ mình ở đây nó rất là nhỏ luôn. Chung để tiền nhiều trong mình quá số lớn thì cũng không có được, hay với nhà con gái toàn là bệnh không à, cô rồi bệnh em nữa với hai đứa nhỏ nữa. Thì lúc rảnh á mình ra mình gửi đi ha. Chút để em đi nộp. Gái ơi sao bà ngoại bữa nay thấy vui không đó, bây giờ là có tiền để mà hai mẹ con đi khám bệnh rồi đó. Dạ, bây giờ mắt ngoại là thấy mờ dữ lắm hả? Không thấy luôn. Trời ơi. Này là bị còm hay là do sao ta? Dạ.
Giờ bốn bà cháu rồi chưa ăn gì luôn hả? Sáng thì cô kia cho nấu xôi rồi. Xôi, rồi có chăng có mua gì nấu cơm ăn không? Dạ chứ. Ở đây đi cũng khó nữa. Anh đi chợ hôm nay, anh đi chợ chân. Dạ em tính chúc em đi nè. Đó, với lại trong tủ lạnh còn dịch bữa hổm đó, dịch chị với bánh tre đó. Bữa hổm hôm nay có tin rồi đó, mình để gì ăn không có tốt cho sức khỏe đâu nghe cưng, tại vì cưng không có khỏe, đúng không? Phần dưới nhà có trẻ, để cái đó mấy ngày hình như có tuần lễ rồi. Chút để ngăn đá hay gì? Dạ. Nói chung là ăn không có tốt cho sức khỏe. Từ từ có. Xíu ra mua cái gì ngon ngon vô đi, nhà bốn người mình ăn. Dạ. Vậy cưng phải gắng ăn uống cũng vô tiết kiệm quá. Để cho có dinh dưỡng. Cho có dinh dưỡng, cho tăng được kháng thể, sức khỏe. Để sức khỏe cưng gần thời gian gần đây là giảm nhiều quá rồi. Cố gắng lên, bây giờ là hai đứa con của cưng là động lực sống cho cưng đó. Cố gắng lên ha. Mình lúc nào cũng vậy, mình nghĩ tới mẹ nè, rồi hai đứa con nhỏ nữa nè. Cưng suy nghĩ tới như vậy thì cưng cố gắng để cưng vượt qua. Dạ. Em biết rồi. Vậy bây giờ mà cưng bi quan quá rồi, khổ cho hai đứa nhỏ dữ lắm. Nói chung là mình có là hai đứa nhỏ động lực cho mình sống tiếp đó chị. Mình phải ăn uống đầy đủ chứ không có nhìn ăn được ha. Vậy là bác sĩ hẹn một tuần sau mình mới đi lấy ha chăng? Dạ, chắc cho mẹ đi khám quá. Vậy đưa cô khám trước đi. Với mẹ đi luôn đi. Em đưa mẹ đi chứ. Cho cô kiểm tra trước đi. Chị ngoại đi trước nha. Cô đi khám này cho em, cô đi khám đè em sao con đè trai. Đừng đè em con, gãy chân em. Đừng có đè em nè. Lên cái chân của em kìa, thấy không? Em đau đó con biết không? Rồi chút đưa cô là khám ở đâu? Bây giờ khám tổng quát. Cảm ơn chú đi con. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Chú mất tiêu rồi. Rồi chú cho nữa. Cháu mà sâu răng là chú Hồ Giang coi chừng nha. Cảm ơn chú đó, giỏi không? Cưng quá à. Mẹ biết rồi. Hôm qua thì được về thăm mộ cha cưng rồi đó. Dạ. Cái tâm nguyện hả? Tâm nguyện thăm mộ. Tâm nguyện thăm mộ của cha em đối với của chú anh chị. Dạ. Thôi vậy thì thôi để cho em Trăng nghỉ ngơi đi. Bây giờ làm đồ ăn sáng đi ha. Nghỉ ngơi đi. Vô mấy anh cũng đại diện quý mạnh thường quân để mà trao cho gia đình. Tiền hả cưng? Nếu mà có rảnh đó thì đi vô ngân hàng đó đi gửi đi. Chứ đừng giữ tiền trong mình nhiều quá ha. Rồi anh chào cưng ha. Chào cô. Rồi thôi chào cô nha cô. Bye bye chú đi con. Bye bye đi hai đứa con. Bye bye. Thôi chúc cho kẹo nữa nè. Bye bye đi con. Dạ. Rồi chúc tất cả cô chú anh chị. Dạ. Gì đâu cô. Dạ. Thôi thì mấy anh em cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Chúc tất cả cô chú anh chị gia đình an lành hạnh phúc ạ.